Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào sáng nay ngày 30 tháng 8, bão số 4 Podun suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp. Hồi 7 giờ ngày 30 tháng 8, vị trí tâm của vùng áp thấp ở vào khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc, 105,6 độ Kinh Đông, ngay trên khu vực Trung Lào. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm của vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6, dưới 60, dưới 40 km h Trong 6 giờ tới, vùng áp thấp này tiếp tục di chuyển theo hướng Tây và tan dần trong 3 giờ qua do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới có trục qua khu vực Trung Trung Bộ nối với cơn bão số 4 nên tại khu vực Bắc Trung Bộ có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to. Cảnh báo trong 3 đến 6 giờ tới ở khu vực Thanh Hóa, Nghệ An tiếp tục có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 50 mm, có nơi trên 80 mm. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập lụt tại vùng trũng. Cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 1. Bên cạnh đó, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ nay đến ngày mùng 2 tháng 9 ở các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa sẽ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, từ 100 đến 200 mm một đợt. Từ nay đến mùng 1 tháng 9 ở Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to, từ 15 đến 30 mm trong một ngày, có nơi trên 50 mm một ngày. Khu vực Hà Nội ngày và đêm nay có mưa vừa, có nơi mưa to.